tuyến mới Việt Nam chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Và chúng ta sẽ cùng các nhà báo, các cựu cầu thủ nhận định về khả năng cạnh tranh chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà báo Trần Hải của báo Thể thao Văn hóa. Xin chào anh. Anh có nhận định gì về cái khả năng cạnh tranh chức vô địch khi mà 10 năm qua thì chúng ta vẫn luôn chờ đợi cái chiếc cúp vàng dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam? Thực ra thì người ta hay nhắc đến cái chu kỳ 10 năm từ năm 1998 với Thai Cup 98 và sau đó là 2008 chúng ta đã vô địch, và năm nay là năm 2018. Người ta có lý do để nhắc về cái chu kỳ 10 năm đấy vì mỗi cái giai đoạn khác nhau thì có sản sinh ra một cái nền bóng đá, sản sinh ra một cái thế hệ cầu thủ tốt. Thì so với 10 năm trước thì chưa thể nói là cái lứa này tốt hơn cái 10 năm trước. Nhưng mà sau những cái thành tích ở vòng chung kết U23 châu Á cũng như là ASEAN vừa rồi thì việc bóng đá Việt Nam được đánh giá như một trong đội bóng hàng đầu đấy cũng là chuyện bình thường từ trong quá khứ lẫn hiện tại. Tuy nhiên sau rất nhiều những cái cuộc bể dâu vì nhiều lý do khác nhau ảnh hưởng đến cái thành tích của đội bóng tại giải vô địch Đông Nam Á, thì tôi nghĩ năm nay chúng ta sẽ có những cái rút kinh nghiệm và tôi có một cái niềm tin là có thể chúng ta sẽ có chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử. Lúc này thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì cũng rất quan tâm đến đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo thì yêu thích sơ đồ chiến thuật là 3-5-2, là một cây bút bình luận bóng đá rất là quen thuộc đối với các khán giả mộ, đối với các độc giả của Việt Nam. Nếu như anh có cái quyền lựa chọn 11 cầu thủ cho đội hình chính của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup sắp tới thì đâu là 11 cái tên chính thức của anh? Tất nhiên là mỗi cái huấn luyện viên thì đều có những cái tính toán cho việc chọn đội hình xuất phát tùy thuộc vào đối thủ mà mình gặp. Ví dụ như chúng ta không thể nhấn ngay từ đầu với những đối thủ trung bình yếu bằng một cái đội hình tối ưu, bởi vì khi đấy thì cái khả năng lộ bài cũng như là tất cả những cái phương án thì sẽ bị dễ bị đối phương chuẩn bị bắt bài. Nếu tôi có thể đưa ra một 11 cái tên tối ưu nhất thì đương nhiên số 1 sẽ là Đặng Văn Lâm. Tôi nghĩ Đặng Văn Lâm là một thủ môn toàn diện nhất Việt Nam vào thời hiện tại. Và phía trên hàng hậu vệ, với nếu ông Park Hang-seo quyết định sẽ vẫn chơi với ba trung vệ thì đó là Quế Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng. Hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam khuyết khi mà Văn Thanh bị chấn thương, đấy là một cái tổn thất tôi nghĩ rằng là có thể đo đếm được, tại vì Văn Thanh đang là một hậu vệ phải có thể nói là số 1 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta không phải là không có những cái phương án thay thế, mà Thành Trung của Hà Nội hay là Trọng Hoàng, tôi sẽ nghiêng về Trọng Hoàng hơn vì Trọng Hoàng là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu. Ở bên trái thì Văn Hậu đang chơi rất tốt, nhưng mà trong trường hợp mà Văn Hậu không gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt thì Bùi Tiến Dũng cũng là một sự lựa chọn không tồi ở hành lang cánh trái. Ở hàng tiền vệ thì đương nhiên những cái tên như là Thành Trung là một cầu thủ kinh nghiệm, một cầu thủ đẳng cấp và thậm chí là cầu thủ đang đương kim quả bóng vàng Việt Nam, đó là điều không bàn cãi rồi. Văn Quyết, Thành Trung sẽ là hai thủ lĩnh ở khu vực tuyến 2 và là cầu nối cho một cái vị trí tiền đạo bên trên. Tuy nhiên chúng ta cần một cầu thủ đánh chặn. Tôi khá bất ngờ khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh là một chuyên gia đánh chặn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong đội tuyển Việt Nam vào thời điểm tại thì những cầu thủ như Đức Huy vẫn có thể làm việc được, thậm chí là Xuân Trường. Xuân Trường khi mà anh lùi xuống chơi như một vị trí tiền vệ mỏ neo, tức là cái cầu nối giữa hàng hậu vệ và hàng tấn công, trong thuật ngữ bóng đá thì người ta gọi là deep lying playmaker, tức là cầu thủ làm bóng từ xa. Đây là một cái vị trí mà tôi cho rằng Xuân Trường sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà anh không phải tham gia nhiều những cái pha đánh chặn mà anh tổ chức bóng từ đáy chữ V. Thì tôi nghĩ Xuân Trường sẽ là một cái vị trí quan trọng ở khu vực tuyến 2. Trên tấn công thì chúng ta đang có Cung Phượng, Văn Toàn, Anh Đức và thậm chí cả Tiến Linh ở Bình Dương. Tùy vào đối thủ thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu cần chơi chung phòng cắm thì Anh Đức là tối ưu. Và đá xung quanh Anh Đức, Cung Phượng sẽ có không gian để chơi. Thì đấy là 11 cái tên mà tôi nghĩ rằng ông Park Hang-seo sẽ dùng. Một câu hỏi vui, khi mà chúng ta đang thực hiện video clip này thì tiền vệ Trọng Hoàng đã quay trở lại Việt Nam để làm đám cưới. Anh có cho đây là một cái điều mà khiến cho Trọng Hoàng gặp trở ngại khi mà cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức đối với cái lựa chọn của anh? Tất nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng cho phép Trọng Hoàng, và thậm chí là liên đoàn cũng có cho phép Trọng Hoàng, thì Trọng Hoàng mới có thể xin phép về nhà làm đám cưới. Tôi cũng mong rằng nó không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng với 30 con người đang tập huấn ở Hàn Quốc. Việc cưới xin nói ra thì nó cũng nhạy cảm, nhưng đây là chuyện đời người. Có thể ông Park Hang-seo cũng đã có những tính toán. Và qua đây thì tôi cũng chúc phúc cho Trọng Hoàng. Vì Tậu Châu cưới vợ làm nhà thì Trọng Hoàng đang ở khâu thứ hai. Tôi cho rằng khâu thứ hai quan trọng của đời người thì người ta cũng có những tính toán của họ.
Cảm ơn nhà báo Trần Hải vì cái cuộc trao đổi ngày hôm nay và những cái nhận định rất là thú vị của anh. Và hẹn gặp lại anh trong các chương trình bình luận trước các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2018 tới đây cùng truyền hình báo Thanh Niên.